đồng đến đăng lễ tạ mộ thiên tập tinh ấn cho linh thần Hổ Việt nhận lễ cúng dân Việt Nam Quốc Bình Định tỉnh Phù Mỹ huyện Trung Thành Tống Mỹ Tài Sạc Mỹ Hội thôn Đồng Dài Trứ nhân bán Hồ Tông Phật bán Hồ Tổ để tỏ lòng tôn kính ông bà thầy mẹ sự tứ như sự sanh sự vong như sự tồn con cháu dân trọn lòng thành kính tôn thờ hiếu nghĩa để giữ các mộ phần vĩnh cửu cho các con cháu đời đời tự tự. Tiến chủ thay mặt họ Võ, họ Nguyễn, họ Phạm, họ Huỳnh làm lễ tạ mộ phần chư vị cố Nguyễn Võ, cố bà Nguyễn Thị Ninh, cố phụ Nguyễn Dương, cố mẫu Thị Hữu, cố mẫu Huỳnh Thị Bạn tức viện. Kế đến các ngôi mộ phần văn linh cô bác anh chị em con cháu nội ngoại đã mất an táng tại xứ Đồng Dài và các nơi khác, xin mời quý linh hồn về đây để bình hưởng tiếng nhắm xây tây phần ông bà thầy mẹ của chúng tôi hôm nay, lòng thành chính tiếng chủ dân hương đang hoa quả thần mã y phục cung tên cờ kiếm rượu thịt sôi trà thuốc đầu cao và diêm mã. Xin dân Thổ Huyệt thành hoàng thổ địa nhận lễ vật của tiến chủ dân hiến cho hài cốt được gia tiên họ Võ, họ Nguyễn, họ Huỳnh, họ Phạm tại xứ Đồng Dài và các nơi khác được giữ hài cốt được lâu dài phù trợ cho các con cháu hình hạnh an khang trường thọ. Nay long mạch thành hoàng lai giá gia tiên quá phần một lễ nghi tiến chủ lòng thành dân tạ có gì thiếu sót xin thần linh miễn thứ rằng cho tiến chủ được hưởng thọ lộc tài đức phú quý vinh hoa. Nay bái tạ long thần thành hoàng bổn thổ hài cốt gia tiên họ Võ Nguyễn Phạm Quỳnh hạ địa tại bán danh nguyên quán có gì va chạm long mạch thổ hoàng thần long thành tiến chủ bái cầu ân xá thoát ách tai ương gia tiên để lại phúc lộc trường tồn tử tôn hưng thịnh mãi mãi lưu truyền. Tiến chủ bái lệ thổ thần lễ dân tâm thật. Cái này là đúng nó ra đọc ba lần nhưng mà cũng xin niệm là để nó có cái thời gian cho nên mà cũng coi như là ba lần. Làm con phải đâu
người ơi đừng quên. Còn ai ghi sắc trong tâm chân thành niềm kính hương trầm nguyện giờ. Bắc Hợ, Tiến Chú, Võ Đình Phu, Tiến Chú, Võ Đình Mai, Võ Đình Kháo, Võ Đình Công, Võ Đình Phu, đồng kính dâng lễ, tạ mộ, xin trời Phật linh ứng cho.
Văn tế tạ mộ hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 1995, năm Ất Hợi, tiến chủ Võ Đình Mai, Võ Đình Kháo, Võ Đình Công, Võ Đình Phu. Đồng kính dâng lễ tạ mộ, xin trời Phật linh ứng cho thần Long Thần Thổ Huyệt nhận lễ cúng dâng. Việt Nam Quốc Bình Định Tính Phù Mỹ huyện Trung Thành Tống Mỹ Tài xã Mỹ Hội Thôn Đồng Dài Sứ, nhân bán Hồ Tông hoặc bán Hồ Tố để tỏ cái lòng kính tôn kính ông bà thầy mẹ, sự tứ như sự sanh, sự vong như sự tồn, các con cháu dân trọn lòng thành kính tôn thờ hiếu nghĩa để giữ các mộ phần vĩnh cửu cho các con cháu đời đời phụng tự. Tiến chủ thầy họ Võ, họ Nguyễn, họ Phạm, họ Huỳnh làm lễ tạ mộ phần chư vị. Cố Nguyễn Văn Mẫn, cố bà Nguyễn Thị Ninh, cố phụ Nguyễn Võ Dương, cố mẫu Phạm Thị Hữu, cố mẫu Huỳnh Thị Bạn, tức viện. Kế đến các phần mộ, vong linh, cô, bác, anh, chị, em, con, cháu, nội ngoại đã mất an táng tại xứ Đồng Dài và các nơi khác. Xin mời quý linh hồn về đây để linh hướng chứng giám xây đắp phần mộ ông bà thầy mẹ của chúng tôi hôm nay. Lòng thành kính tiếng chú dân hương đang hoa quá thần mã, y phục, cung tên, cờ kiếm, rượu thiệt, xôi trà thuốc, trầu cao và diêm mễ. Xin dân thổ hiệp thành hoàng thổ địa nhận lễ vật của tiếng chủ dân hiến cho hài cốt gia tiên họ Võ, họ Nguyễn, họ Phạm, họ Huỳnh ở tại xứ Đồng Dài và các ngôi ở xứ khác, hộp địa giữ hài cốt được lâu dài, phù trì cho các con cháu vinh hạnh an khang trường thọ. Nay long mạch thành hoàng, lai giá gia tiên báo tạ mộ phần, lễ nghi tiếng chủ lòng thành dân tạ, có gì thiếu sót xin thần linh miễn thứ. Gia ân cho tiếng chủ được hướng thọ lộc tài đức phú quý vinh hoa. Nay bái tạ long thần thành hoàng bốn thố, hài cốt gia tiên họ Võ, họ Nguyễn, họ Phạm, họ Huỳnh hạ địa tại bán danh nguyên quán, có gì va chạm long mạch thổ thần. Lòng thành tiếng chủ bái cầu ân xá, thoát ách tai ương, gia tiên để lại phúc lộc trường tồn, tử tôn hưng thịnh mãi mãi lưu truyền. Tiếng chủ bái lệ thổ thần, lễ dân tâm thật. Thank you.
tiếng chú Võ Đình Mai, Võ Đình Kháo, Võ Đình Công, Võ Đình Phu. Đồng kính dân lễ tạ mộ, xin tờ Phật linh ứng cho lòng thần thổ huyệt. Cho lòng thần thổ huyệt nhận lễ cúng dân. Việt Nam Quốc Bình Định Tính, Phù Mỹ Huyện, Trung Tống, Mỹ Tài Xã, Mỹ Hội Thôn, Đồng Dài Sứ. Nhân bán Hồ Tông, Phật bán Hồ Tố, để tỏ lòng tôn kính ông bà, thầy mẹ, tử tứ như sự sanh, tử vong như sự tồn. Con cháu dân trọn lòng thành kính, tôn thờ hiếu nghĩa để giữ các mộ phần vĩnh cửu cho các con cháu đời đời phụng tự. Tiếng chú thay mặt họ Võ, họ Nguyễn, họ Phạm, họ Huỳnh làm lễ tạ mộ phần chư vị. Cố Nguyễn Võ Văn Mẫn, cố bà Nguyễn Thị Ninh, cố phụ Nguyễn Võ Dương, cố mẫu Phạm Thị Hữu, cố mẫu Quỳnh Thị Bạn tức viện, kế đến các mộ phần vong linh, cô bác anh chị em con cháu nội ngoại đã mất an táng tại xứ Đồng Dài và các nơi khác. Xin mời quý vị quý hồn về đây để linh hướng chứng giám ngày xây đắp mộ phần ông bà thầy mẹ của chúng tôi. Này lòng thành tiếng chú dân hương đăng hoa quả thần mã y phục cung tên cờ kiếm rượu thịt sôi trà thuốc trầu cao và diêm mã. Xin dân thổ huyệt thần hoàng thổ địa nhận lễ vật của tiếng chú dân hiến cho hài cốt gia tiên họ Võ, họ Nguyễn, họ Phạm, họ Huỳnh ở tại xứ Đồng Dài và các nơi khác được hài cốt được lâu dài phù trì cho con cháu vinh hạnh an khang trường thọ. Nay long mạch thành hoàng la giá gia tiên báo báo tạ mộ phần lễ nghi tiếng chú lòng thành dân tạ, có gì thiếu sót xin thần linh miễn thứ. Gia ân cho tiếng chú được hưởng thọ lộc tài đức phú quý vinh hoa. Nay bái tạ long thần thành hoàng bốn phố hài cốt gia tiên họ Võ, Nguyễn, họ Phạm, họ Huỳnh hạ địa tại bán danh nguyên quán, có gì va chạm long mạch thổ thần lòng thành tiếng chú bái cầu ân xá thoát ách tai ương gia tiên để lại phúc lộc trường tồn tứ tôn hưng thịnh mãi mãi lưu truyền. Tiếng chú xin bái lệ thổ thần lễ dân tâm Phật nay bái lại. Ôi tiếng mẹ thiên tha tình gì đã cho con mẹ yêu thương, mẹ đúng cho con dịu mát tâm hồn, rồi hy vọng tràn niềm tin cuộc sống. Đối với mẹ con là tất cả, dù hy sinh thân xác cũng vui lòng. Chẳng để chi nắng gắt mưa gió, cháu ơi huyền điều mẹ của con tuyệt vời. Cha là người đã khai tâm học vấn, nâng con lên vượt qua cõi mông lung, đưa con về với trang sử oai hùng trần thế. Ơn mẹ cha sự tôn vinh cao cả, biết làm sao mà bao đáp ơn dày. Con nguyện lòng dâu bản kiếp mai
sau vinh hằng ghi nhớ tình cha nghĩa mẹ. Dù hy sinh thân xác cũng tâm chẳng nề chi nắng mưa gió. Cháu ơi, 20 tháng 4 năm Ất Hợi, tiếng cháu Võ Đình Mai, Võ Đáo Cầu Khu đồng kính dâng lễ tạ mộ xin trời Phật linh ứng công thần phổ huyệt nhận lễ cúng dân. Việt Nam Quốc Bình Định Tính Mỹ Huyện Trung Thống Mỹ Tài Xã Mỹ Hội Thôn đồng dài xứ nhân bán hùng bán để tỏ lòng tôn kính ông bà thầy mẹ sự tứ cũng như sự sanh sự vong cũng như sự tồn con cháu văn trọn dân trọn lòng thành kính công thật để giữ các ngôi mộ phần vĩnh tú con cháu đời. Tiếng cháu thay mặt họ Võ, họ Nguyễn, họ Phạm, họ Huỳnh làm lễ tạ mộ Phật chư vị. Ông cố Nguyễn Võ Văn Mẫn, bà nội cố Nguyễn Thị Ninh, thân phụ là thầy Nguyễn Võ, mẹ mẫu là Phạm Thị Hữu, mẹ Đặng Tức Biện, các mộ phần vong linh cô bác anh con cháu nội ngoại mất an táng tại xứ Đồng Dài và ở các nơi khác. Mời quý vong linh và linh hứng chứng giám việc xây đắp mộ thầy mẹ của chúng hôm nay. Lòng thành tín chú dân hương đăng quá thần mã tiếp phục tên cờ kiếm rượu thịt sôi trạc đầu cao và diêm mã dân phổ huyệt thành hoàng phổ địa nhận lễ vật của tín chú dân hài cốt gia tiên họ Võ họ Nguyễn họ ở tại xứ Đồng Dài và các nơi khác được hợp địa giữ hài cốt được lâu dài phù thủy cho con cháu vinh hạnh an khang được họ nay Long Thành Hoàng Lai Giá gia tiên báo tạ mộ phần lũ lòng thành dân tạ tinh thần linh miễn thứ gia ấu hướng thọ lộc thi hoa nay Long Thành Thành Hoàng bốn thố hài tiên họ Võ họ Nguyễn họ Phạm họ Huỳnh tại bán danh nguyên quán có gì va chạm đến long mạch lòng thành tiếng chú cầu ân xá thoát ách tai ương gia để lại phúc lộc trường tồn tứ tôn trường hưng thịnh mãi mãi lưu truyền tiếng chú bái lệ thần lễ dân tâm thật ngay bái lệ. Như những hạt bụi bé vô thường trôi dạt trong cơn nhiệt của hành trình đi về hạnh phúc chính mình. Những ký ức thời thơ ấu, tình yêu thời mới lớn, những dằn vặt trăn trở, sự cuồng nộ của trái tim bất lực đã dẫn thân phận bé bỏng của chúng ta vào thế đau buồn. Thank you.
treo cái hoàng đó thì nó cộng. Có chị cá là chị ba à, cũng có mặt hôm nay thì là để mà xin cúng món ốc rồi tiếp đến nhà chơi bốn tộc của họ hôm nay cũng có mặt của nó ở nơi đây rồi tiếp đến là có cháu trí nó cũng chỉ hai cũng có họ rồi cho dấu nhau con đang làm bây giờ qua đâu chắc ngoài qua đấy con cái gì tắt anh chị em có mày con đây là cũng những người phụ giúp để xây đây. Ông bà nó về là nó cộng sự hạnh phúc cái là tích cực còn ngang những nhà chú bác những nhà trong gia đình nghĩa là để giới thiệu thì cho nó rõ ràng đây là con cà cà con là con dâu nó mà rất tiếc là không đem được đứa con nó đi thì để rồi bữa nào mới cho bằng đầu ghế là cậu út á cậu đó, để cho mình năm nay cũng hai con lắm nè rồi như vậy đó là để cái phần này cho nó không có tình giới thiệu như vậy cái nữa là mấy đứa có ý kiến gì trong gia đình rồi xin giới thôi gì đó thôi là thứ bậc cha cho bây giờ các chú hôm nay mấy mươi năm trời ở trong lò ra quê hương xứ sở có mình được lấy một vợ ông bà được đâu sửa căng gan em không tập lại một lần tôi cũng đang bắt bị ẩm tưởng
Ba ta còn mặc không? Trong cái vấn đề lo lắng ăn mới yếu đối với là thằng cố chứ không ba? Nghe không? Hết rồi. Năm Ất Hợi, tiếng võ đình, võ đình Mai, võ đình Khảo, võ đình Công, võ đình Bu, nữ võ thị Khánh, võ thị Vạn, võ thị Đằng, võ thị Anh, võ thị Huyến, cùng tất cả các cháu đích tôn võ quan địch, đồng dân lễ cầu tạp mộ phần, xin trời Phật linh ứng cho Long Mạch Thần Hoàng Phổ Huyệt để bò tì cho tiếng cháu. Việt Nam Quốc Bình Định Tính Phù Mỹ Huyện Mỹ Tài Xã Mỹ Hội Thôn dài nay tiếng chủ thay mặt cho họ võ họ Nguyễn Dật làm lễ tạm mộ phần cho cố ông Nguyễn Võ Văn Mẫn, cố bà Nguyễn Thị Ninh, cố thầy Nguyễn Võ Dương, cố mẹ Phạm Thị Hữu, mẹ Thị Vạn,
tán tại xứ Đồng Dài, thôn Mỹ Hội, xã Mỹ Tài, các chi nhánh họ Võ trong gia đình xin cung thỉnh về đây linh hướng và chứng giám cho chi tộc họ Võ. Lòng thành tiếng chủ hương đăng hoa quả, y phục hài mũ cờ kiếm cung tên, dân thổ huyệt thành hoàng đã nhận ngày lễ khai móng 20 tháng 4 Ất Hợi. Nay hôm nay tiếp tục dân lễ bỏ vàng khối, vàng lá, vàng bạc, bạc lá, vàng, tiền vàng, đô la, địa phú, xanh đỏ đủ màu và diêm mễ. Kính mong quý ngài thâu lễ vật của tiếng chủ hiến dân và phò trì hài cốt gia tiên cho họ Nguyễn Võ ở tại xứ Đồng Dài và các nơi khác được hộp địa để giữ hài cốt lâu dài. Con cũng thố hài cốt gia tiên họ Nguyễn Võ anh địa tại bản xứ Nguyên Quán có gì va chạm long mạch thành hoàng thổ thần. Kiến chủ xin bái tạ cầu xin ân xá thoát ách tai ương gia tiên để lại. Chúng con xin chân thành cảm tạ trời Phật thành hoàng thần linh đã phò hộ các bộ phần gia tiên họ Nguyễn Võ tốt đẹp như ngày hôm nay. Bái tạ thổ thần lễ dân tâm thật, tiến chủ xin bái tạ. Thương sáng mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa thương sáng ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi mùa xuân tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua thời gian. Ôi
Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5 năm Ất Hợi. Chính chủ Nam Võ Đình, Võ Đình Mai, Võ Đình Khảo, Võ Đình Công, Võ Đình Phu, nữ Võ Thị Khánh, Võ Thị Vạn, Võ Thị Đăng, Võ Thị Anh, Võ Thị Nguyễn, cùng các cháu đích tôn Võ Quang Địch, cháu gái, vân vân. Đồng dâng lễ cầu tạ mộ phần, xin trợ Phật linh ứng cho Long Mạch, Thần Hoàng, Vũ Nguyệt để phò trì cho tín chủ Việt Nam Quốc, Bình Định tỉnh, Phù Mỹ huyện, Mỹ Tài xã, Mỹ Hội thôn, Đồng Dài xứ. Nay tín chủ thay mặt cho họ Nguyễn Võ làm lễ tạ mộ phần cho cố ông Nguyễn Võ Văn Mẫn, cố bà Nguyễn Thị Ninh, cố thầy Nguyễn Võ Dương, cố mẹ Phạm Thị Hữu, cố mẹ Quỳnh Thị Bạn, tám tài xứ Đồng Dài, thôn Mỹ Hội, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, cùng tất cả vong linh an táng các nơi khác thuộc chi nhánh họ Võ trong gia đình, xin mời về đây linh hưởng và chứng giám cho chi tộc họ Võ. Lòng thành tín chủ có hương đăng, hoa quả, y phục, hài mũ, cờ kiếm, cung tên. Dân Tổ Quyệt Thành Hoàng đã nhận ngày lễ khai móng ngày 20 tháng 4 năm Ất Hợi. Hôm nay tín chủ tiếp tục dâng lễ vật vàng khối, vàng lá, bạc khối, bạc lá, vàng bạc, tiền vàng, đô la địa phủ, xanh đỏ đủ màu và diêm mễ, vân vân. Kính mong quý ngài thấu nhận lễ vật của tín chủ hiến dâng để phò trì hài cốt gia tiên cho họ Nguyễn Võ ở tại xứ Đồng Dài và các nơi khác được hợp địa, để giữ hài cốt được lâu dài cho con cháu đời đời phụng tự. Nay Long Mạch, Thành Hoàng, bổn thổ hài cốt gia tiên họ Nguyễn Võ hạ địa tại bản xứ Nguyên Quán, có gì va chạm Long Mạch thổ thần, lòng thành tín chủ bái tạ cầu xin ân xá thoát ách tai ương gia tiên để lại. Chúng con xin chân thành cảm tạ trời Phật, Thần Hoàng, Thần Linh đã phò hộ cho các mộ phần gia tiên họ Nguyễn Võ tốt đẹp như ngày hôm nay. Bái tạ thổ thần. Cái chuối. Nhìn bắt đầu. Bắt đầu. Thôi. Cho mưa gió không quan tâm gì.
cho mưa gió không quan thâm gầy mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn yên. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng rượu êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên. À, cháu Đất Tôn đã nó xin đọc cái bài văn số tới cúng cho bà nội thay mặt cho anh Tám trong gia đình bạc ba. Nhưng Tết hạ là say mộ. Hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm Bắc Hợi, tính chủ nam Võ Đình Mai, Võ Đình Khảo, Võ Đình Công, Võ Đình Phu, nữ Võ Thị Khánh, Võ Thị Vạn, Võ Thị Đằng, Võ Thị Anh, Võ Thị Yến, cùng các cháu Đích Tôn Võ Quang Địch, cháu gái Võ Thị Trà, Võ Thanh Trà. Đồng dân lễ cầu tạ một phần, xin trời Phật linh ứng cho Long Mạch, Thần Hoàng, Thổ Huyệt để phò trì cho tín chủ. Không ăn bay nữa. Cái Việt Nam Quốc, cái chai rượu. Bình Định tỉnh, Phù Mỹ Huyện, Mỹ Tài xã, Mỹ Hậu thôn, Đồng Già xứ. Nay tín chủ thay mặt cho họ Nguyễn Võ làm lễ tạ một phần cho cố ông Nguyễn Võ Văn Mẫn, cố bà Nguyễn Thị Ninh, cố thầy Nguyễn Võ Dương, cố mẹ Phạm Thị Hữu, cố mẹ Quỳnh Thị Bạn, đang tại xứ Đồng Dài, thôn Mỹ Hậu, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, cùng tất cả vong linh an táng các nơi khác thuộc chi nhánh họ Võ trong gia đình, xin mời về đây linh ứng và chứng giám cho chi tập họ Võ, tờ kiếm cung tên, vân vân. Dân Thổ Huyệt Thần Hoàng đã nhận ngày lễ khai móng 20 tháng 4 năm Mắc Hợi. Hôm nay tín chủ tiếp tục dâng lễ vật có vàng khối vàng lá, bạc khối bạc lá, vàng bạc, tiền vàng đô la, địa phú, xanh đỏ đổ màu và dinh mễ vân vân. Kính mong quý ngài thâu nhận lễ vật của tín chủ hiến dân để phò trì hài cốt gia tiên cho họ Nguyễn Võ ở tại xứ Đồng Dài và các nơi khác được hộp địa để giữ hài cốt được lâu dài, con cháu đời đời phụng tự. Nay Long Mạch Thần Hoàng bổn thổ hài cốt gia tiên họ Nguyễn Võ hạ địa tại bản xứ Nguyên Quán, có gì va chạm Long Mạch thổ thần lòng thành tín chủ bái tạ cầu xin ân xá thoát ách tai ương gia đình gia tiên để lại. Chúng con xin chân thành cảm tạ trời Phật Thần Hoàng Thần Linh đã phù hộ cho các mộ phần gia tiên họ Nguyễn Võ tốt đẹp như ngày nay. Bái tạ tổ thần lễ dân tâm thật tín chủ kính bái. Thank you.
dãy núi trước mặt đây á là dãy núi Trà Rang, và cái vùng đất từ đây xong quanh đây á là của nguyên của gia đình. Đấy, dãy núi đối diện này á, núi dứa là giáp ranh với xã Mỹ Chánh, còn dãy núi bên kia là núi Bà, đó giáp ranh là các Tài các Phú. Là hồi đó là hai ngôi nhà, mà hai ngôi nhà mái đó là cũng làm bên đây một cái, bên đây một cái là cha hai mẹ. Giờ hôm nay là cái ngày làm mộ là cũng đã kể lại cái cội rễ của gia đình đó. Còn hướng tây đây á là núi một, đó là đi về Phù Mỹ, đó là như cái quê quán, là nguyên quán nó gốc tích là ở đây. Cho nên cũng xin để cho nói cho tất cả những con cháu là biết được lai lịch của gia đình. Trước đây là mình trồng ruộng, thì trong đây cái số ruộng của nhà họ Võ còn lấy 1/3 trong cái vạt đây. Giờ thì cũng không nói vậy để làm gì, mà nói là nói cái ông bà vậy thôi. Đây. Thôi giờ là tới đây đã cúng tạ mộ, tạ thần linh, thì tới đây cũng đã vừa đến cái chương trình về phải cúng tại nhà, cho nên nó là xin tới đây là tạm dừng tới đây đã, rồi để về tiếp tục cúng ở nhà.